được công nhận là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm bên bờ biển. Nha Trang là trung tâm của đất Khánh Hòa, miền đất được mệnh danh là xứ trầm biển yên. Sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch biển với khoảng 300 km bờ biển và hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ. Đến Nha Trang ngày hôm nay, bất cứ ai cũng sẽ phải ngỡ ngàng với những chuyển mình tích cực về diện mạo thành phố và sự phát triển vượt trội về kinh tế xã hội. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP tại thành phố Nha Trang tăng 7,36%, trong đó GDP bình quân đầu người ước đạt 62,13 triệu đồng một năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Nha Trang đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Khánh Hòa đang trong lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Nhờ vị thế trọng điểm trong chiến lược phát triển của tỉnh, dòng vốn đầu tư đổ về Nha Trang chắc chắn sẽ tăng mạnh, trở thành đòn bẩy để thành phố biển năng động nhất miền Trung bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Sau hơn 40 năm, từ một thị xã nhỏ bé, Nha Trang đã vươn mình phát triển thành một thành phố hiện đại, hấp dẫn với nhiều công trình khách sạn cao tầng được xây dựng, hạ tầng giao thông phát triển. Thế nhưng, dù sở hữu thị trường bất động sản sôi động, được giới đầu tư lẫn chuyên gia đánh giá cao bởi tính thanh khoản và khả năng sinh lời nhanh, thì thị trường bất động sản nhà ở lại đang đi sau một nhịp bởi sự thiếu vắng nguồn cung, đặc biệt là những dự án được quy hoạch bài bản đồng bộ để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Nha Trang và địa bàn lân cận. Trên thực tế hiện nay, bất động sản Nha Trang đang tập trung vào các dự án biệt thự, nghỉ dưỡng du lịch hay phân lô đất nền. Số ít những khu vực đầu tư quy hoạch nhưng không đồng bộ, thiếu tiện ích cảnh quan. Như vậy, thành phố Nha Trang đang rất cần chủ đầu tư có tầm nhìn, kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh và khép kín, chú trọng đến không gian và chất lượng sống cho các cư dân. Nhìn vào xu hướng phát triển bất động sản tại các thành phố lớn khác như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mô hình đô thị khép kín đã được du nhập từ các nước phát triển trên thế giới và dần trở thành xu hướng bất động sản cao cấp mới được người dân ưa chuộng. Khu đô thị khép kín được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với hệ thống tiện ích từ cơ bản đến nâng cao, tích hợp trong khuôn viên. Nhờ vậy, cư dân được hưởng một không gian sống lành mạnh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiện nghi và an ninh, giúp các cư dân tiết kiệm được hàng giờ đồng hồ di chuyển giữa các điểm trường học, siêu thị, phòng tập, y tế mỗi ngày. Hội tụ những điều kiện cần có để bắt kịp làn sóng bất động sản khép kín chất lượng cao, thành phố biển Nha Trang đã xây dựng thành công hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ. Từ nhiều năm trước, quy hoạch mở rộng dẫn dân ra khu vực phía tây thành phố đã được lãnh đạo tỉnh thông qua với đầy đủ các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học. Ngoài ra, việc hình thành tuyến đường Cao Bá Quát, Cầu Lùng và đường Phong Châu cũng góp phần giải quyết tình trạng quá tải giao thông của tuyến đường 23 tháng 10, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành các khu dân cư, giảm áp lực chật chội cho thành phố Nha Trang. Đặc biệt, trong đà phát triển kinh tế luôn được ghi nhận tăng trưởng cao, đời sống của người dân được cải thiện và vươn tầm, đòi hỏi những sản phẩm nhà ở mới được đầu tư đồng bộ, phát triển ở phân khúc cao hơn. Với hơn 12 năm xây dựng, kinh nghiệm và phát triển, Khánh Vĩnh Group đã chứng kiến và thực hiện thi công xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới với quy hoạch đồng bộ, thông minh, đảm bảo cho cuộc sống hiện đại đẳng cấp của cư dân ở những thành phố lớn. Việc thực hiện mô hình khu đô thị sống chuẩn mới đầu tiên cho chính thành phố biển Nha Trang ngay tại khu đất Cói 8, một trong những vị trí vàng cuối cùng của quần thể khu đô thị Mỹ Gia. Chúng tôi tin rằng dự án KVG The Capitoline Garden sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Việc thực hiện mô hình khu đô thị sống chuẩn mới đầu tiên do chính thành phố biển Nha Trang ngay tại khu đất Gói 8, một trong những vị trí vàng cuối cùng của quần thể khu đô thị Mỹ Gia. Với điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi tới trung tâm hành chính thương mại phía tây thành phố, hệ thống quy hoạch, quản lý vững vàng, chúng tôi tin rằng dự án KVG The Capella Garden hứa hẹn trở thành biểu tượng mới trong cuộc sống phồn vinh nơi thành phố biển. Với tâm huyết phát triển khu đô thị kiểu mẫu, biểu tượng chất lượng sống mới, cộng đồng cư dân văn minh và ưu tú tại Nha Trang, Khánh Vĩnh Group tiên phong trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch phân khu đồng bộ với ba giá trị cốt lõi: hệ thống an ninh các lớp khép kín, tạo không gian riêng tư; hệ thống sinh thái cây xanh, đường dạo bộ, bể bơi, sân golf mini, vườn nướng BBQ, sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng. Đặc biệt, dự án còn được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp, chuyên trách trong việc chăm sóc hệ thống cảnh quan sinh thái, tổ chức các hoạt động văn hóa và các dịp lễ Tết, tạo nên cộng đồng cư dân hiện đại gắn kết. Dự án KVG The Capella Garden hứa hẹn trở thành biểu tượng mới trong cuộc sống phồn vinh nơi thành phố biển.
góp phần hình thành nên một diện mạo đô thị mới, phù hợp với xu thế, vững bước trên tiến trình trở thành một đại đô thị quốc tế trong tương lai. KVG The Capella Garden, biểu tượng mới cho cuộc sống phồn vinh.